Muốn được định giá miễn phí á, thì cứ liên hệ với Thắng, kết bạn Zalo, gửi cho Thắng một vài thông tin. Anh chị không bán thì cũng không sao hết, bán cho nơi nào cũng được, chỉ cần anh chị bán được giá tốt nhất, giao dịch an toàn nhất là được rồi. Có quen biết ai có nhu cầu bán lại xe cũ tất cả các hãng luôn thì cứ giới thiệu với Thắng, và khi mà mua được bên Thắng cũng sẽ gửi anh chị hoa hồng hay là cảm ơn nha. Sẽ cập nhật lại những cái xe mới về. Container máy dầu thì bên Thắng đang có hai xe 2017 phiên bản máy dầu số sàn 80.000 cây được 77.000 cây, giá là 732. Đây chiếc xe Accent rất đẹp luôn, bản cao cấp anh chị, đi được 58.000 cây, 458 triệu. Corolla Cross bản 1.8G sản xuất năm 2020, 50.000 cây, giá là 678. Xe này thì mình thắng có chương trình giảm giá từ 5 đến 10 triệu. Qua số sàn 2022 màu đồng bánh kim, đi được 63.000 cây, chiếc này bên thắng giảm giá 8 triệu nè, còn lại là 670 thôi. 51G15750 nha, xe màu đồng bánh kim, km là 97.000 cây. Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Mấy ngày hôm nay thì sau khi mà cái kỳ nghỉ lễ xong anh chị, thì khách hàng quay lại bán xe cũng như là mua xe cũng rất là nhiều luôn. Và từ đầu tháng tới giờ thì Văn Thắng cũng mua được khoảng 10 mấy xe và cũng bán ra cũng liên tục để mà tiếp nối cái video ngày hôm nay á, thì Thắng sẽ cập nhật lại những cái xe mới về cũng như là một số xe đã hoàn thiện xong cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp rồi. Đối với những anh chị nào mà đang có nhu cầu bán lại xe cũ nha, để mà đổi xe hoặc là chúng ta cần tiền á anh chị, thì cứ muốn được định giá miễn phí á, thì cứ liên hệ với Thắng, kết bạn Zalo, gửi cho Thắng một vài thông tin thôi, thì Thắng sẽ định giá xe cũ miễn phí cho anh chị, và anh chị sẽ lựa chọn cái nơi mà chúng ta sẽ bán xe nha. Thì mua bán bây giờ nó cũng dễ lắm anh chị, mình bán xe thì mình chỉ cần lựa chọn cái nơi nào đó mua giá cao với lại là giao dịch an toàn là được thôi. Thì bên Thắng sẽ có dịch vụ là định giá miễn phí cho anh chị. Anh chị không bán thì cũng không sao hết, bán cho nơi nào cũng được, chỉ cần anh chị bán được giá tốt nhất, giao dịch an toàn nhất là được rồi. Và bên cạnh đó thì cũng rất mong anh chị sẽ giới thiệu nha, có quen biết ai có nhu cầu bán lại xe cũ tất cả các hãng luôn thì cứ giới thiệu với Thắng, và khi mà mua được bên Thắng cũng sẽ gửi anh chị hoa hồng hay là cảm ơn nha. Đến với video ngày hôm nay thì Thắng sẽ cập nhật nha. Đầu tiên là chiếc Fortuner 2017 phiên bản máy dầu số sàn anh chị. Xe này đi được 80.000 cây thôi, và giá cho bán dự kiến là 725 nha. Xe màu bạc thì Thắng chỉ đi quay sơ để cho anh chị nắm thôi. Xe mới về thì chạy xước chắc chắn phải có rồi, nhưng mà anh chị mua thì Thắng sẽ tiến hành kiểm tra rồi lại rồi dặm tốt cho nó đẹp, và có bảo hành đó anh chị, bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 km động cơ hộp số. Fortuner 2017 xe nhập nha. Cũng có một bạn đã quay phim á, cho nên Thắng quay sơ thôi. Xe này là full phụ kiện rồi, đầu Android cam hành trình đủ, có đủ hết, ghế da bọc trần chảy sàn. Xe mới về thì anh chị đi mua xe cũ á, đi mua xe cũ nó có một cái hay á anh chị, là anh chị lên coi những lúc mới về á, tại vì mình sẽ thấy được cái hiện trạng của xe. Đó, nhưng mà về hãng Thắng thì Thắng sẽ chấp nhận là giữ cọc trước để mà giữ cái xe cho anh chị, khi nào mà xe hoàn thiện hết thì ta lên đóng túi tiền nhận xe thôi, đó, quy trình chung từ xưa tới giờ. Còn một chiếc Innova 2018 nữa thôi, Thắng sẵn đây gần thì Thắng đi quay trước mấy cái xe đã hoàn thiện nè. Con số xe cũng đang giảm anh chị. Đây chiếc xe Accent rất đẹp luôn, bản cao cấp anh chị, Accent nha. Xe này thì đi được 58.000 cây, giá là 458 triệu anh chị. Xe này sẽ có chương trình giảm giá cho anh chị. Đó, anh chị nào yêu thích sedan, đi nó có cảm giác lái nè, rồi nó gọn á, thì chúng ta lựa chọn cái mẫu xe này. Bản đặc biệt thì nó có luôn cửa sổ trời ở trên nha, mâm cũng đẹp, nội thất cũng đẹp nữa anh chị. Xe Hyundai km 59.697 cây, 458 triệu nha. Xe này hoàn thiện hết rồi. Bản đặc biệt thì nhìn nó trao chuốt nhiều thứ lắm anh chị, không thiếu gì hết. Còn bên đây chiếc này thì Corolla Cross bản 1.8G sản xuất năm 2020 nha, đi được 50.000 cây, giá là 678. Xe này thì mình thắng có chương trình giảm giá từ 5 cho đến 10 triệu. Xe màu đen, nội thất bên trong màu đỏ. Thì đối với những cái dòng Cross này anh chị, thì bên trong màu nội thất nó có hai màu, màu đen với màu đỏ, nhưng mà màu đỏ thì nó sẽ có sự khác biệt hơn, nhìn cái không gian nó tươi sáng hơn. Dòng xe rất là bán rất là chạy của Toyota từ lúc ra mắt tới bây giờ luôn anh chị. 5 chỗ gầm cao nha, tiết kiệm nhiên liệu, máy 1.8.
Rồi bên đây thì có chiếc Innova số sàn 2022 màu đồng bánh kim nha. Đi được 63.000 cây. Chiếc này bên Thắng giảm giá 8 triệu nè, còn lại là 670 thôi. 670. Màu đồng bánh kim, mẫu mới. Đối với những xe nào mà từ đời 2017 trở lên thì bên Thắng sẽ có chương trình trả góp ngân hàng nha. À, anh chị cần tư vấn về ngân hàng thì cứ liên hệ rồi Thắng sẽ trao đổi sơ về cái hồ sơ cũng như là trả trước bao nhiêu, vay bao nhiêu năm, rồi mỗi tháng mình trả số tiền bao nhiêu, thì những cái đó thì Thắng sẽ tư vấn anh chị cụ thể hơn. Xe này có ghế da đầu Android cam hành trình, đó, full phụ kiện. Xe cũ thì đa phần là full phụ kiện hết anh chị. Mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khi mà mình mua xe. Thì vì đa phần cái này mua xe thì chúng ta mua xe mới thì chúng ta trang bị đầy đủ rồi. Rồi này là Fortuner 2017 máy dầu số sàn nha, xe màu nâu. Đó thì Fortuner máy dầu thì mình thấy là có hai xe, xe màu bạc mới về ở đầu video. Còn xe này là màu nâu nha. Đó, chiếc này thì đi được 77.000 cây, giá là 732. Đó. Chiếc này là mới về nè. Còn chiếc này là làm rồi. Hai xe thì giá cũng xây xích nhau anh chị, giá chung rồi. Xe này có ghế da đầu Android, bọc trần chảy sàn. À, anh chị không thích màu bạc, thích màu nâu thì lấy xe này. Máy 2.4 tiết kiệm nhiên liệu, xe nhập. À, rồi còn có một chiếc Innova 2018 nữa. Xe này thì Thắng thấy rất là đẹp luôn. Chắc xe liền mà giá cũng rẻ nữa. Có 515 triệu anh chị. Đó, Innova 2018 số sàn. Đây, 51G15750 nha. Xe màu đồng nguyên kim. Km là 97.000 cây. 97.000 cây. Chạy xước thì có nè anh chị. Xe cũ thì chắc chắn mới chạy xước rồi. Ở lớp thì được thay mới nè. Xe này rất là đẹp luôn. Anh chị nào yêu thích Innova thì nên lấy chiếc này. Ghế nỉ zin luôn. Ghế nỉ mà giữ được cái đầu sạch như thế này anh chị. Đó, xe đi gia đình. Đó, đầu Android nè, cam hành trình có đủ hết. Xe này thì bên Thắng sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị bộ ghế da nha, nếu mà anh chị mua. Đó, tại vì thay vì giảm tiền mặt thì bên Thắng sẽ tặng cho anh chị bộ ghế da. Đó, nếu anh chị thích. Còn nếu mà anh chị muốn giữ là bộ ghế nỉ này thì bên Thắng sẽ giảm tiền mặt cho anh chị. Odo nè, 97.000 cây. Vô lăng còn rất là mới. Có cái thảm lót sàn luôn nè. Xe này là 4 chiếc lốp là mới nha anh chị. Rất là dày, còn khoảng 80%. Giá có 515 triệu à. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 3 năm. À, rồi sơ lược một vài mẫu xe. À, còn có một số xe thì khách hàng cũng mới về, khách hàng cũng cọc hết trơn rồi cho nên là Thắng không có quay. Đó, anh chị có nhu cầu về xe nào thì cứ kết bạn Zalo nha, qua số điện thoại trên màn hình đó thì Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn, cũng như là khi nào có mẫu xe về thì Thắng sẽ chủ động báo cho anh chị để anh chị lên coi xe sớm nhất và chúng ta lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất nha. Rồi Thắng cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay nha, và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.